Công ty Playtime được thành lập bởi một người đàn ông tài ba tên Elliot Ludwig. Dù đã ly hôn, nhưng trái tim ông luôn hướng về gia đình. Điều đó đã giúp ông tạo ra những món đồ chơi tuyệt vời cho những đứa trẻ khắp nơi trên thế giới. Ludwig đã dành hàng giờ đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ ở nhà máy để liên tục cải tiến và đổi mới sản phẩm của mình. Năm 1960, sự ra đi bất ngờ của một thành viên trong gia đình đã đẩy Ludwig đến bến bờ của sự tuyệt vọng. Nhưng tham vọng trong ngành công nghiệp đồ chơi đã giúp ông vực dậy và tiếp tục phát triển công ty đồ chơi Playtime đi xa hơn. Làm cách nào mà người đàn ông này có thể vượt qua những bất lợi và thành lập nhà máy đồ chơi lớn nhất thế giới? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Video bạn vừa xem là về tiểu sử của Elliot Ludwig, người đã khai sinh ra công ty đồ chơi Playtime. Dù đã từng rất thành công với nhiều thể loại đồ chơi khác nhau, song công ty này lại nhanh chóng bị đóng cửa vì lý do ít ai biết đến. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Hãy cùng nhà mỏ tìm hiểu về công ty Playtime cũng như là dòng chảy thời gian của Bobby Playtime trước khi phần 3 của tựa game này ra mắt. Và trước khi bắt đầu video thì đừng quên cho Mọt một like, share cũng như là subscribe kênh Mọt Game, Mọt Công Nghệ và Em Gái Mọt. Còn giờ thì bắt đầu video ngày hôm nay thôi nào! Ludwig nghĩa là vinh quang của chiến binh. Và đúng như tên gọi, Elliot Ludwig là một chiến binh thật sự. Với câu nói, không gì khiến linh hồn tôi thỏa mãn hơn việc trở thành lý do một đứa trẻ mỉm cười, trở thành ngọn lửa thắp sáng mọi ước mơ và hy vọng của chúng. Chúng ta, những cô cậu bé ấy, mọi thứ, công ty và cả những món đồ chơi ở đây sẽ chẳng là gì nếu không có chúng. Hướng đến mục tiêu mang lại niềm vui cho trẻ em trên toàn thế giới, Elliot đã thành lập công ty Playtime vào năm 1930, mở đường cho một đế chế đồ chơi nổi tiếng ở miền Đông Hoa Kỳ và lan rộng ra toàn thế giới. Đầu những năm 50, món đồ chơi đầu tiên Puppy Playtime của Playtime Co. chính thức xuất hiện trên thị trường. Puppy sở hữu mái tóc đỏ, ngoại hình nhỏ nhắn, mặc chiếc váy trắng xanh và đôi giày đen, trông chả khác gì một nàng công chúa nhỏ nhắn. Đấy là còn chưa kể đến, cơ thể Puppy còn được cấy một bộ phận phát giọng, cho phép nào búp bê có thể trò chuyện với những đứa trẻ bằng các câu nói được lập trình sẵn. Sự khác biệt của Puppy không chỉ mang một làn gió mới cho ngành công nghiệp đồ chơi, mà còn là một cách mạng mang tính thời đại của ngành công nghiệp. Thế nên, chẳng may chốc, cô nàng búp bê đã trở thành món đồ chơi mà các bé gái bắt buộc phải có, mang đến cho công ty Playtime một số tiền khổng lồ, đồng thời trở thành món đồ chơi linh vật nổi tiếng của công ty lúc bấy giờ. Sau thành công của Puppy, những món đồ chơi khác lần lượt được ra mắt như chú khủng long khổng lồ Brawn năm 1961, hộp nhà kỳ thú Bugsy Boo năm 1966, Candy Cat năm 1979. Tiêu biểu nhất sau đó hẳn phải nói đến dòng thú bông tay dài Huggy Wuggy và Kissy Missy, những món đồ chơi bán chạy nhất thập niên 80. Sang đến thập niên 90, Mommy Long Legs và Boogie Bot nhanh chóng xóa ngôi cặp đôi Huggy và Wuggy trở thành món đồ chơi nổi tiếng nhất thời điểm bây giờ. Trong nhiều năm đó, công ty Playtime cực kỳ phát triển và gần như trở thành ông trùm của ngành công nghiệp đồ chơi. Bên cạnh sản xuất đồ chơi, Elliot còn xây dựng một trại trẻ mồ côi nhằm mục đích chăm sóc những đứa trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa. Những tưởng thành công sẽ tiếp tục kéo dài và công ty Playtime sẽ phát triển vượt trội hơn. Nhưng rất nhanh, hào quang của Playtime Co. đã bắt đầu có dấu hiệu tàn lụi. Vào khoảng thập niên 1990, lợi nhuận công ty thu về giảm đáng kể khiến các cấp lãnh đạo của Playtime Co. phải tổ chức một cuộc họp nhằm tìm ra cách tăng nguồn nhân lực nhưng tiết kiệm chi phí cho công ty. Giải pháp được tiến sĩ Holly Sawyer đưa ra chính là sử dụng những món đồ chơi khổng lồ thay thế một phần sức lao động công nhân. Sau khi giải pháp này được chấp nhận, công ty Playtime đã xây dựng thêm trạm game để kiểm tra và thực hiện một số thí nghiệm trên người những đứa trẻ của trại mồ côi trực thuộc công ty. Đầu tiên họ sẽ đưa những đứa trẻ trong trại mồ côi đến khu trò chơi, đưa chúng món đồ chơi và yêu cầu bọn trẻ phải hoàn thành 3 trò chơi nhỏ. Những trò chơi này được đưa ra nhằm 3 mục đích là kiểm tra khả năng và tốc độ xử lý vấn đề của bọn trẻ, tốc độ phản ứng và cuối cùng là sức bền và sức mạnh thể chất của chúng. Các nhà khoa học sẽ đứng trong phòng quan sát để đánh giá và ghi chép lại những gì đã diễn ra trong cuộc thí nghiệm. Kết quả sau đó được gửi cho giám đốc khu vực Playcare, Stella Graber, để tiến hành sàng lọc. Những đứa trẻ hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra sẽ được gửi đến Playcare để tiến hành bước tiếp theo. Dù được xây dựng như một trại trẻ mồ côi thu nhỏ với đủ các cơ sở vật chất cần thiết như trường học, bệnh viện, ký túc xá và khu vui chơi, nhưng Playcare thực ra là cánh cửa dẫn đến ác mộng của đám trẻ được chọn. Vì ở nơi này, chúng sẽ bị nhóm khoa học của công ty Playtime cho hít mai thúy dạng khí, kết hợp với liệu pháp sốc điện nhằm biến chúng thành những món đồ chơi thay thế công nhân của công ty. Ngày 30 tháng 3 năm 1991, rất nhiều sản phẩm thí nghiệm đã được đưa vào sử dụng trong nhà máy Playtime. Tiêu biểu trong số đó là thí nghiệm số 1170 Huggy Wuggy khổng lồ đảm nhận vai trò nhân viên bảo an của nhà máy, thí nghiệm 1222 Mommy Long Legs quản lý máy chủ của khu vực trò chơi và Bugsy Boo đảm nhận vai trò loại bỏ những nhân viên cấp thấp đã biết quá nhiều. Ban đầu mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ,
Tuy nhiên, phàn nàn của nhiều khách tham quan về việc có cảm giác bị Huggy Wuggy nhìn chằm chằm xuất hiện ngày một nhiều. Một lượng lớn du khách cho rằng Playtime đã gắn camera giám sát vào mắt của Huggy Wuggy và âm thầm ghi hình họ. Nhưng hiển nhiên, ta đều biết đó không phải là lý do thật sự khiến du khách cảm thấy Huggy Wuggy đang quan sát họ, và công ty Playtime thì đang cố gắng che đậy điều đó. Tuy nhiên, luôn có những kẻ tò mò về những thứ mà mình không biết, và anh chàng Rowan Stone là một trong số đó. Anh ta cố đào sâu vào bí mật mà Playtime Co. đã che giấu, hay nói đúng hơn là các thí nghiệm phi pháp trên trẻ mồ côi của họ. Công ty Playtime nhanh chóng phát hiện điều đó, và thay vì đàm phán hoặc giả vờ đàm phán một cách ôn hòa, họ quyết định thủ tiêu Rowan trước khi anh ta biết quá nhiều. Giáo viên của Playtime hoặc ai đó đã cố tình động tay vào xe của Rowan, khiến anh chàng suýt bỏ mạng trong một vụ va chạm ô tô trên đường. Rowan, dù chưa đi quá sâu vào bí mật của công ty, nhưng anh cũng nhận thức được mọi thứ bắt đầu ngoài tầm kiểm soát và tính mạng anh đang bị đe dọa. Để chắc rằng những gì mình biết không bị lãng quên hoặc bị công ty Playtime che đậy, anh chàng này đã quay một cuộn băng dự định đưa nó lên bản ghi nhớ, với hy vọng ai đó sẽ tìm thấy và đưa nó cho cảnh sát. Nhưng mọi việc chưa thành, Rowan đã bị Boxeboo tiêu diệt vào ngày 20 tháng 7 năm 1991, ngay trước khi anh ta kịp tải bằng chứng lên tệp lưu trữ. Nhờ ra tay bịt miệng kịp thời, công ty Playtime vẫn giữ vững danh tiếng và nhanh chóng tiến vào thời kỳ hoàng kim vào ngày 5 tháng 5 năm 1992. Nhưng một tháng sau, vào ngày 18 tháng 6 năm 1992, nhân viên Playtime Co. nhận được tin Huggy Wuggy đã trốn khỏi nhà máy vào ban đêm, nên nhanh chóng cử người đến xử lý. Kết quả, để đưa Huggy Wuggy về, 5 nhân viên đã phải mất mạng và 6 người không tìm thấy tung tích. Nhóm cao tầng của Playtime Co. tỏ ra không mấy vui vẻ về sự cố này, nên đã khiển trách nhân viên của mình vì sơ suất tai hại đó. Về sau khi kiểm tra camera giám sát, người ta biết được vào đêm đó, Huggy Wuggy đã chạy đến một căn nhà ở ngoài ô, ngụ ý cho việc linh hồn đứa trẻ cư ngụ trong Huggy Wuggy đang cố tìm về nơi quen thuộc của mình. Không ai biết về cuộc truy bắt hỗn loạn đó, và công ty Playtime vẫn phát triển bình thường cho đến khi một sự cố nổi tiếng xảy ra. Trước đó, vào năm 1994, giám đốc bộ phận đổi mới sáng tạo Liz Beer đã viết một email phàn nàn về loại khí màu đỏ do Catnaps thải ra. Ngày 8 tháng 8 năm 1995, một cuộc bạo loạn quy mô lớn của các thí nghiệm được biết đến với cái tên giờ vui chơi đã diễn ra. Nhiều nhà khoa học và các nhân viên của Playtime Co. đã mất mạng. Những người may mắn thì thành công chạy trốn khỏi nhà máy. Và như chúng ta đã biết trong trailer của chương 3, Catnaps cực kỳ tôn trọng The Prototype, thí nghiệm số 1006. Nên không ai nói chắc được liệu hai sự kiện khí đỏ của Catnaps và giờ vui chơi có liên quan với nhau hay không. Ta chỉ biết rằng sau sự kiện đó, công ty Playtime đã bị buộc phải đóng cửa dù muốn hay không. Giám đốc Lipia đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê những kẻ liều mạng thu thập các bộ phận đồ chơi. Đây cũng là bối cảnh cho phần game co-op Project Playtime của Mob Entertainment. Để đối đầu với Playtime, phe quái vật do 1006 lãnh đạo đã cử những quái vật như Huggy Wuggy, Maxibu, Mommy Longlegs ngăn chặn tiến độ thu thập của họ. Cuối cùng, khi thiệt hại về người đã quá nhiều, công ty Playtime đã quyết định ngừng gửi người đến nơi này. Đây có lẽ phải là một tin tốt, nhưng những quái vật do Playtime tạo ra, trừ 1006, đều cần dinh dưỡng để tồn tại. Thế nên, hành động đó của Playtime Co. chẳng khác gì cắt nguồn sống của chúng. Vì vậy, những con lớn bắt đầu ăn thịt những đồng loại yếu thế hơn để tồn tại. Đến năm 2005, người chơi, tức chúng ta, trong vai nhân viên cũ của công ty Playtime đã quyết định quay lại nơi này sau khi nhận được lá thư từ những nhân viên khác, cho biết họ vẫn còn mắc kẹt bên trong. Tiếp theo là những gì bạn đã trải qua trong Puppy Playtime 1 và 2, nhưng bọn tôi sẽ không đi quá sâu vào đó. Theo vào đấy, chúng ta sẽ cùng đến với dàn nhân viên của công ty Playtime và hiển nhiên cả những con quái vật tiêu biểu ở nơi này để bạn có cái nhìn toàn cảnh nhất về vũ trụ Puppy Playtime trước khi phần 3 chính thức ra mắt. Bộ máy lãnh đạo cấp cao. Đến thời điểm hiện tại, ta biết được có tất cả 22 người có liên quan đến công ty Playtime. Trong đó, tính cả nhà sáng lập Elliot Ludwig thì có tất cả 7 người thuộc nhóm lãnh đạo cấp cao đã được tiết lộ danh tính trong Puppy Playtime 2. Và họ ít nhiều cũng có liên quan đến quá khứ đầy tăm tối của công ty Playtime. Đầu tiên hãy nói về Elliot Ludwig, người sáng lập ra công ty Playtime và biến nó thành ông trùm của ngành sản xuất đồ chơi. Trong quá khứ, Elliot từng có một người vợ tên Molly. Tuy nhiên cả hai đã ly hôn và Elliot không còn nhắc đến vợ của mình thêm một lần nào nữa. Để có thể đưa Playtime Co. đến đường thành công như ngày hôm nay, Elliot được mọi người đánh giá là một người đàn ông rất yêu trẻ con, giàu trí tưởng tượng và có nhiều ý tưởng sáng tạo vô cùng độc đáo. Đến năm 1960, một người thân trong gia đình đã qua đời, để lại cho Elliot mất mát vô cùng to lớn. Nhưng việc đó vẫn không hề dập tắt đam mê của ông dành cho công việc. Đến năm 1991, khi thí nghiệm của công ty Playtime được phanh phui, Elliot cũng đã ngấp ngưỡng tuổi 90. Thế nên có nhiều giả thuyết đồn đoán rằng Elliot thật ra chính là The Prototype, trùm cuối của game.
Dưới quyền của Elliot là bộ tứ quản lý nhà máy sản xuất đồ chơi Playtime, và bạn có thể nhìn thấy tên của họ được in nổi trên các cánh cổng trong phần game Mobile 2. Đầu tiên là Liv Beer, người nắm quyền lực tối cao của Playtime và chỉ dưới trướng của Elliot, đảm nhận vai trò giám sát tất cả các nhân viên trong công ty Playtime. Nhưng dù giữ chức cao, Liz lại không được lòng nhân viên cấp dưới vì tính tình nóng nảy hay nổi nóng, thậm chí là ngược đãi nhân viên cấp dưới của mình. Đổi lại, ông ta cực kỳ tận tâm, thậm chí là cảm thấy kiêu ngạo vì được làm ở Playtime Co. Hiển nhiên với chức vụ này, Liz chắc chắn phải biết về các thí nghiệm vô nhân tính của công ty, thậm chí là còn tiếp tay cho chúng. Bởi vì chính Liz là người đã che giấu những cảnh quay có dính dáng đến các con quái vật khỏi những nhân viên cố gắng đi sâu vào bí mật của công ty. Tiếp theo là Stella Graver, một cô gái lương thiện đầy nhiệt huyết, được cho là rất yêu thương trẻ em và muốn mang lại một tuổi thơ hạnh phúc cho chúng. Không ai rõ Stella đảm nhận chức vụ gì trong công ty Playtime. Chúng ta chỉ biết rằng tất cả những báo cáo nghiên cứu của đám trẻ ở khu vui chơi đều phải được gửi đến cho Stella. Có vẻ như cô ấy chính là người phụ trách khu vực Playcare, đồng thời cũng là một trong những người đứng đầu và chịu trách nhiệm giám sát cũng như nghiên cứu các thí nghiệm ở đây. Eddie M. L. Ritterman là một người đàn ông không rõ danh tính, tạm thời được xác nhận là trưởng phòng nghiên cứu các thí nghiệm của Playtime. Tuy nhiên, thân phận của Eddie vẫn là một bí ẩn khá lớn và hiện tại vẫn chưa có quá nhiều thông tin để nói về người đàn ông này. Tuy nhiên, ta lại có Harley Sawyer, giám đốc điều hành của công ty Playtime, người đã đề xuất ý tưởng thực hiện các thí nghiệm tạo ra những món đồ chơi khổng lồ có liên hệ mật thiết với Eddie. Có thể thấy, giống như với Liz, Harley là một người vô cùng tận tâm với công ty Playtime, đến nỗi mà ông ta sẵn sàng hy sinh những đứa trẻ vô tội để kéo dài ánh hào quang đã dần lụi tàn của Playtime Co. Để nên chả có gì ngạc nhiên nếu bạn nhận ra rằng Harley không chỉ làm giám đốc điều hành mà còn là một tiến sĩ có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, và chắc hẳn ông ta cũng đã nhúng tay trực tiếp hoặc một phần nào đó trong các thí nghiệm của công ty. Tiếp theo là Jimmy Roth, giám đốc marketing của Playtime, một người khá kiêu ngạo và tự mãn, luôn nghĩ rằng công ty Playtime thu được nguồn vốn khổng lồ phần lớn là đều nhờ khả năng marketing đỉnh cao của anh ta. Tuy không muốn nhưng cũng phải đồng ý rằng khả năng marketing của Jimmy cũng là một trong những lý do giúp cho Playtime có thể chạm đến thành công ở thời điểm hiện tại. Như những người khác, anh ta cũng biết về các thí nghiệm của công ty và cố gắng che đậy chúng với giới truyền thông. Cuối cùng, tuy không nằm trong bộ tứ quyền lực của công ty Playtime, nhưng đây vẫn là một trong những nhân vật có tầm quan trọng trong Playtime. Đội trưởng đội bảo an là người phụ trách báo cáo lại các sự ra đi của nhân viên cho Liv Beer. Không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn và ngăn cản các xâm nhập vào công ty Playtime, đội trưởng đội bảo an cũng là người phụ trách điều động nhân lực giải quyết cuộc bạo loạn do Husky Wookie gây ra trong quá khứ. Đến thời điểm hiện tại, không ai rõ số phận của các nhân viên cấp cao trên như thế nào, cũng không ai biết họ đang ở đâu. Ta chỉ biết rằng các nhân viên này đang mất tích và có thể họ đang ở đâu đó trong nhà máy sản xuất đồ chơi Playtime đã bị bỏ hoang. Về phần người chơi, tức chúng ta, kẻ đã quyết định dấn thân vào nguy hiểm để tìm hiểu chân tướng mọi chuyện, chắc chắn cũng không phải là kẻ đơn giản. Thông qua 2 phần 1 và 2, ta có thể thấy người chơi là một kẻ kiên quyết và không lo sợ hay chùn bước trước bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết được mục đích thật sự của người chơi là muốn cứu rỗi những nhân viên xấu số còn kẹt lại hay là muốn che giấu một tội lỗi nào đó. Vì bạn biết đó, thật khó tin khi một người sẵn lòng dấn thân vào nguy hiểm để cứu những người lạ mà, đúng chứ? Những bí ẩn có thể bạn chưa biết. Đầu tiên là về đoạn phim giới thiệu Puppy. Nếu từng xem hết đoạn phim này, ắt hẳn bạn sẽ cảm thấy đó chỉ là một đoạn quảng cáo vô hại và chẳng có việc gì phải lo lắng hay để tâm quá nhiều đến nó. Tuy nhiên, những người chơi nước ngoài lại nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng trong đoạn quảng cáo. Sau khi thử tua ngược đoạn phim lại, sự nghi ngờ của họ đã được xác nhận là có cơ sở. Lý do là thay vì những lời nói vui vẻ, vô hại ban đầu, ta sẽ nghe thấy những câu nói đáng sợ phát ra từ miệng Puppy. Thả tôi ra, mày không đi được nữa đâu. Giúp tôi với, ông ta định nhốt tôi ở nơi này mãi mãi. Và chúng tao sẽ lấy mạng tất cả bọn mày. Liệu đây chỉ là một sự vô tình do hiệu ứng Doppler? Hay thật sự Mob Entertainment đã âm thầm nói với chúng ta rằng Puppy không hề vô hại như chúng ta vẫn nghĩ? Việc này có lẽ phải chờ đến khi phần 3 chính thức ra mắt, chúng ta mới có thể tìm thấy câu trả lời. Một bí ẩn khác được cộng đồng fan phát hiện vào gần đây chính là những dòng chữ yêu cầu người chơi nhanh chóng rời khỏi nơi này ở phần 1. Các chữ này xuất hiện dày đặc tại các đường ống và những khu vực nguy hiểm với nhiều màu sắc khác nhau. Thế nên, nhiều fan tin rằng người để lại các dòng chữ đó là chú kỳ lân Krusty Khan trong dòng thú bông mùi hương Smiling Critters của phần 3. Bởi vì nếu các bạn còn nhớ thì Krusty từng cầm trên tay cây bút chì màu trong đoạn trailer mới đây nhất. Và nếu cô nàng kỳ lân này là người đã để lại những lời chỉ dẫn đó, thì có lẽ nào cô nàng là người của phe ta hay không? Tiếp theo cũng không hẳn là một bí ẩn, đó là một giả thuyết trong cộng đồng tương đối nổi tiếng dạo gần đây của một tài khoản tên là Natasha. Hãy nhớ lại, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt Puppy, cô nàng búp bê khi đó đã bị giam bên trong một cái lồng kính dưới ánh sáng đỏ mờ ảo. Natasha cho rằng lồng kính không đủ để giam giữ Puppy, nên bên trong chiếc lồng có lẽ còn đặt thêm một thứ gì đó khác khiến cho cô nàng búp bê không thể ra ngoài.
Thứ vũ khí đó được Natasha giả thuyết là khí ga màu đỏ có tác dụng ru ngủ do Catnap thải ra. Thế nên, sau khi chiếc lồng được mở ra, người chơi mới bất tỉnh một lúc và được Puppy gọi dậy. Nhưng nếu thế thì ai là người đưa hơi ga vào đó? Là Catnap chủ động làm điều đấy để giam giữ Puppy theo mệnh lệnh của The Prototype? Hay còn bí ẩn nào mà chúng ta chưa tìm thấy được? Các bạn hãy để lại suy đoán của mình cho bọn tôi biết bên nha. Và chúng ta cùng nhau chờ phần 3 ra mắt trong tương lai nào. Và đó là dòng thời gian của tựa game Poppy Playtime nói chung cũng như là công ty Playtime nói riêng. Bạn có thích video này không? Và nếu có bất kỳ góp ý gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới. Đừng quên khung giờ của nhà mọt vào lúc 19:30 thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!